Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Âu Lạc TV. Thưa quý bạn, trong cuộc sống chúng ta không có quyền lựa chọn cho mình cái hoàn cảnh sinh ra, nhưng chắc chắn và ai cũng có thể lựa chọn cho mình được hoàn cảnh sống như mong muốn. Và trong chương trình ngày hôm nay, Âu Lạc TV xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một nhân vật đặc biệt, một anh thợ sửa chữa xe máy. Dù không biết một nốt nhạc nào, nhưng anh ấy có thể tạo ra tiếng sáo với bất kỳ một vật rỗng nào, ví dụ như có thể là một cái cán chổi bằng inox hay một cuộn dây dẫn nước, và thậm chí là đó có thể là một cái ống xả của xe máy. Mời cả nhà chuẩn bị lên hình nhá. Mời cả nhà mình lắng nghe ca khúc Duyên Phận nhá. Chuẩn bị lên hình.
Em chào chị Hòa nhé. Mời cả nhà mình lắng nghe ca khúc Câu Chuyện Đầu Năm. Cái ống dài này có thổi được không em? Được anh. Chơi ống dài đi, mỗi thứ trông một tí. Không khí nó chơi đặc sắc bằng cái sáo kia, lúc đấy mình bật nhạc lên cho nó hoành tráng. Nó mèo quá. Ờ, nhưng sáo nào em thấy ok cái nào cũng được. Sáo mèo á, chơi sáo mèo. Vâng, bây giờ đang thể hiện cho người ta biết là em thổi thật. Không tí nữa thì khi mà người ta tin là mình thổi thật rồi ấy, thì lúc đấy mình mới bật nhạc lên, mình thổi kia cho nó hoành tráng. Hello cả nhà mình nhá. Thank you.
cả nhà mình nghe ca khúc Phiên Chợ Ngày Xuân nhá. Thank you.
là anh Triệu Tân Nhâm ở khu 3 thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Anh ấy có một cái khả năng đặc biệt, đó là sử dụng các loại sáo, sáo mèo hay là các loại sáo nó gồm những sáo gì em? Sáo mèo, sáo ngang, tiêu. À, sáo mèo, sáo ngang, sáo tiêu. Trên những cái loại nhạc cụ tiêu chuẩn như vậy thì anh còn có thể sử dụng được những cái nhạc cụ đặc biệt, ví dụ như là từ cái cán chổi hay là từ cái ống nước, và thậm chí trong thời gian tới là anh ấy có thể sử dụng cả cái bô xe máy để chế ra thành một cây sáo đặc biệt, và chúng ta sẽ gặp lại anh trong cái số tiếp theo. Xin cảm ơn anh Nhâm. Dạ vâng.